Chế độ ăn uống mùa Tết bạn nên biết để có một năm trọn vẹn. 1. Không nên uống quá nhiều bia, rượu, nước ngọt có ga. Bia, rượu là thức uống không thể thiếu trong những bữa ăn ngày Tết, nhưng không vì thế mà chúng ta lạm dụng chúng. Việc uống quá chén trong dịp Tết có thể sẽ biến cuộc vui thành chuyện buồn vì xung đột, bạo lực có thể xảy ra. Ngoài ra, lạm dụng rượu, bia còn làm chậm phản ứng của não, gây viêm loét dạ dày, tăng nguy cơ loãng xương và mắc các bệnh ung thư. 2. Hạn chế đồ ăn nhiều đạm, tăng cường chất xơ và vitamin. Ẩm thực Tết có rất nhiều món giàu đạm và chất béo như bánh chưng, thịt kho trứng, lạp xưởng, cá kho, đồ ăn chiên xào. Ngoài ra còn có các món nhiều muối như dưa cà, củ kiệu, thực phẩm chế biến sẵn. Những món ăn này đều dễ dẫn đến khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn, thậm chí còn có thể gây ra tiêu chảy do tình trạng tiêu hóa kém. 3. Tránh hâm đi hâm lại thức ăn thừa. Việc hâm đi hâm lại thức ăn thừa không an toàn cho sức khỏe, dễ gây ngộ độc, thực phẩm rất dễ bị mất chất, biến chất khi bị nấu quá lâu, nấu đi nấu lại nhiều lần. Bên cạnh đó, một số loại vi khuẩn có thể phát triển trong nhiệt độ thấp, nên dù thực phẩm được bảo quản trong ngăn đá thì việc hư hỏng vẫn có thể xảy ra. Đừng quên thả tim và follow Trần Dung Sống Khỏe Đẹp để có thêm nhiều kiến thức hay về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình mỗi ngày. Trần Dung, sống khỏe đẹp cùng gia đình bạn.